Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí, mà quán cái tướng thường vô thường của bốn niệm trụ là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng thường vô thường của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí, mà quán cái tướng lạc khổ của bốn niệm trụ là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng lạc khổ của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí, mà quán cái tướng ngã vô ngã của bốn niệm trụ là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng ngã vô ngã của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí là quán cái tướng tịnh bất tịnh của bốn niệm trụ là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng tịnh bất tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không bất không của bốn niệm trụ là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng không bất không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn niệm trụ là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn niệm trụ là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn niệm trụ là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly bất viễn ly của bốn niệm trụ là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng viễn ly của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện, Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường vô thường của Pháp Môn Giải Thoát không là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng thường vô thường của Pháp Môn Giải Thoát vô tướng vô nguyện là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc khổ của Pháp Môn Giải Thoát không là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng lạc khổ của Pháp Môn Giải Thoát vô tướng vô nguyện là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã vô ngã của Pháp Môn Giải Thoát không là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng ngã của Pháp Môn Giải Thoát vô tướng vô nguyện là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh bất tịnh của Pháp Môn Giải Thoát không là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng tịnh bất tịnh của Pháp Môn Giải Thoát vô tướng vô nguyện là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không bất không của Pháp Môn Giải Thoát không là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng không bất không của Pháp Môn Giải Thoát vô tướng vô nguyện là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng hữu tướng của Pháp Môn Giải Thoát không là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng vô tướng hữu tướng của Pháp Môn Giải Thoát vô tướng vô nguyện là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của Pháp Môn Giải Thoát không là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của Pháp Môn Giải Thoát vô tướng vô nguyện là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của Pháp Môn Giải Thoát không là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của Pháp Môn Giải Thoát vô tướng vô nguyện là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly bất viễn ly của Pháp Môn Giải Thoát không là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng viễn ly bất viễn ly của Pháp Môn Giải Thoát vô tướng vô nguyện là chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện, Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường vô thường của Bồ Thí Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng thường vô thường của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc khổ của bố thí ba la mật đa là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng lạc khổ của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã vô ngã của Bồ Thí Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng ngã vô ngã của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh bất tịnh của Bồ Thí Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng tịnh bất tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không bất không của Bồ Thí Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng không bất không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng hữu tướng của Bồ Thí Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng vô tướng hữu tướng của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của Bồ Thí Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của Bồ Thí Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly bất viễn ly của Bồ Thí Ba La Mật Đa là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng viễn ly bất viễn ly của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa là chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện, Đại Bồ Tát như vậy khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường vô thường của năm loại mắt là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng thường vô thường của sáu phép thần thông là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc khổ của năm loại mắt là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng lạc khổ của sáu phép thần thông là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã vô ngã của năm loại mắt là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng ngã vô ngã của sáu phép thần thông là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh bất tịnh của năm loại mắt là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng tịnh bất tịnh của sáu phép thần thông là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không bất không của năm loại mắt là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng không bất không của sáu phép thần thông là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng hữu tướng của năm loại mắt là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng vô tướng hữu tướng của sáu phép thần thông là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của năm loại mắt là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của sáu phép thần thông là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của năm loại mắt là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của sáu phép thần thông là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly bất viễn ly của năm loại mắt là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng viễn ly của sáu phép thần thông là chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện, Đại Bồ Tát như vậy khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.
Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường vô thường của 10 lực của Phật là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng thường vô thường của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc khổ của 10 lực của Phật là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng lạc khổ của 4 điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã vô ngã của 10 lực của Phật là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng ngã vô ngã của 4 điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh bất tịnh của 10 lực của Phật là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng tịnh bất tịnh của 4 điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không bất không của 10 lực của Phật là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng không bất không của 4 điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng hữu tướng của 10 lực của Phật là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng vô tướng hữu tướng của 4 điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của 10 lực của Phật là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của 4 điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của 10 lực của Phật là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của 4 điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly bất viễn ly của 10 lực của Phật là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng viễn ly của 4 điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi khởi lên sự quán chiếu đó, lại khởi lên ý nghĩ thế này, ta nên lấy vô sở đắc làm phương tiện. Vì các hữu tình mà nói cái tướng thường vô thường của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng lạc khổ là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng ngã vô ngã là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng tịnh bất tịnh là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng không bất không là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng vô tướng hữu tướng là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng vô nguyện hữu nguyện là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng viễn ly bất viễn ly là chẳng thể nắm bắt được. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không đóng trước bố thí Ba La Mật Đa. Như vậy là Đại Bồ Tát do bố thí Ba La Mật Đa có phương tiện thiện xảo này, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì chẳng nên lấy cái tâm của thanh văn độc giác, mà quán cái tướng thường vô thường của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng lạc khổ là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng ngã vô ngã là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng tịnh bất tịnh là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng không bất không là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng vô tướng hữu tướng là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng vô nguyện hữu nguyện là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng viễn ly là chẳng thể nắm bắt được, vì lấy vô sở đắc làm phương tiện. Này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không đắm trước tịnh giới Ba La Mật Đa. Như vậy là Đại Bồ Tát do tịnh giới Ba La Mật Đa có phương tiện thiện xảo này, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, mà quán cái tướng thường vô thường của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng lạc khổ là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng ngã vô ngã là chẳng thể nắm bắt được,
cái tướng tịnh bất tịnh là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng không bất không là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng vô tướng hữu tướng là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng vô nguyện hữu nguyện là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng viễn ly bất viễn ly là chẳng thể nắm bắt được, thì ở trong đó thường được an nhẫn vui vẻ. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không đắm trước an nhẫn Ba La Mật Đa. Như vậy là Đại Bồ Tát do an nhẫn Ba La Mật Đa có phương tiện thiện xảo này, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường vô thường của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng lạc khổ là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng ngã vô ngã là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng tịnh bất tịnh là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng không bất không là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng vô tướng hữu tướng là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng vô nguyện hữu nguyện là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng viễn ly bất viễn ly là chẳng thể nắm bắt được. Tuy lấy vô sở đắc làm phương tiện, nhưng thường chẳng bỏ ý niệm tương ưng với trí nhất thiết trí. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không đắm trước tinh tấn Ba La Mật Đa. Như vậy là Đại Bồ Tát do tinh tấn Ba La Mật Đa có phương tiện thiện xảo này, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng nên lấy tâm thanh văn độc giác mà quán cái tướng thường vô thường của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng lạc khổ là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng ngã vô ngã là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng tịnh bất tịnh là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng không bất không là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng vô tướng hữu tướng là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng vô nguyện hữu nguyện là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh là chẳng thể nắm bắt được, cái tướng viễn ly bất viễn ly là chẳng thể nắm bắt được. Vì lấy vô sở đắc làm phương tiện nên ở trong đó chẳng lên khỏi cái tâm của thanh văn độc giác và các tâm bất thiện khác mà làm tán động. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không đắm trước tịnh lự Ba La Mật Đa. Như vậy là Đại Bồ Tát do tịnh lự Ba La Mật Đa có phương tiện thiện xảo này, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên khởi lên sự quán chiếu thế này: sắc chẳng phải là không, nên không là sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Nhãn xứ chẳng phải là không, nên không là nhãn xứ. Nhãn xứ tức là không, không tức là nhãn xứ. Nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng lại như vậy. Sắc xứ chẳng phải là không, nên không là sắc xứ. Sắc xứ tức là không, không tức là sắc xứ. Thành hương vị xúc pháp xứ cũng lại như vậy. Nhãn giới chẳng phải là không, nên không là nhãn giới tức là không, không tức là nhãn giới. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng lại như vậy. Nhĩ giới chẳng phải là không, nên không là nhĩ giới tức là không, không tức là nhĩ giới. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng lại như vậy. Tỷ giới chẳng phải là không, nên không là tỷ giới. Tỷ giới tức là không, không tức là tỷ giới. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng lại như vậy. Thiệt giới chẳng phải là không, nên không là thiệt giới. Thiệt giới tức là không, không tức là thiệt giới. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra cũng lại như vậy. Thân giới chẳng phải là không, nên không là thân giới. Thân giới tức là không, không tức là thân giới. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng lại như vậy. Ý giới chẳng phải là không, nên không là ý giới. Ý giới tức là không, không tức là ý giới. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng lại như vậy. Địa giới chẳng phải là không, nên không là địa giới. Địa giới tức là không, không tức là địa giới.
thì hỏa phong không thức giới cũng lại như vậy. Thánh đế khổ chẳng phải là không, nên không là thánh đế khổ. Thánh đế khổ tức là không, không tức là thánh đế khổ. Thánh đế tập diệt đạo cũng lại như vậy. Vô minh chẳng phải là không, nên không là vô minh. Vô minh tức là không, không tức là vô minh. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng lại như vậy. Bốn tịnh lự chẳng phải là không, nên không là bốn tịnh lự. Bốn tịnh lự tức là không, không tức là bốn tịnh lự. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng lại như vậy. Bốn niệm trụ chẳng phải là không, nên không là bốn niệm trụ. Bốn niệm trụ tức là không, không tức là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng lại như vậy. Pháp môn giải thoát không chẳng phải là không, nên không là pháp môn giải thoát không. Pháp môn giải thoát không tức là không, không tức là pháp môn giải thoát không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng lại như vậy. Bố thí ba la mật đa chẳng phải là không, nên không là bố thí ba la mật đa. Bố thí ba la mật đa tức là không, không tức là bố thí ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng lại như vậy. Năm loại mắt chẳng phải là không, nên không là năm loại mắt. Năm loại mắt tức là không, không tức là năm loại mắt. Sáu phép thần thông cũng lại như vậy. Mười lực của Phật chẳng phải là không, nên không là mười lực của Phật. Mười lực của Phật tức là không, không tức là mười lực của Phật. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng lại như vậy. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không chấp trước Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như vậy là Đại Bồ Tát do Bát Nhã Ba La Mật Đa có phương tiện thiện xảo này, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Lúc bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của các thiện hữu, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Phật bảo thiện hiện: Bậc thiện hữu của các Đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì nên nói cái tướng thường vô thường của sắc là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng thường vô thường của thọ tưởng hành thức là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của sắc là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của thọ tưởng hành thức là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của sắc là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của thọ tưởng hành thức là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh bất tịnh của sắc là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh bất tịnh của thọ tưởng hành thức là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng không bất không của sắc là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng không bất không của thọ tưởng hành thức là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của sắc là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô tướng hữu tướng của thọ tưởng hành thức là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của sắc là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thọ tưởng hành thức là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của sắc là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thọ tưởng hành thức là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của sắc là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng viễn ly bất viễn ly của thọ tưởng hành thức là chẳng thể nắm bắt được. Và khuyên theo pháp này mà siêng tu thiện căn, chẳng khiến hướng đến thanh văn độc giác, mà chỉ khiến chứng đắc trí nhất thiết trí này thiện hiện, đó chính là thiện hữu của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được sự hỗ trợ của thiện hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt.